Đàn bà sướng hay khổ, nhìn ba chiếc giường này là biết. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, để biết một cuộc hôn nhân tốt hay không, người ta chỉ cần nhìn vào cách vợ chồng đối xử với nhau khi sinh nở, khi bệnh tật và khi chăm sóc con cái. Một người đàn ông thực sự có trách nhiệm, có thể đem lại hạnh phúc cho người mà mình yêu, sẽ không để cô ấy chịu khổ trên ba chiếc giường này. Họ hiểu rằng chỉ có vợ mới đồng hành cùng anh ấy đi hết cuộc đời này. Vậy hãy cùng kênh Hãy Sống Khác đi tìm hiểu xem ba chiếc giường đó là gì quý vị nhé. Kính mời quý vị cùng theo dõi và suy ngẫm. Thứ nhất, giường vợ chồng. Có lẽ chẳng có gì phải nghi ngờ khi hạnh phúc hay bất hạnh của một cặp vợ chồng thực sự liên quan rất nhiều đến chuyện giường chiếu. Trước khi kết hôn, nhiều người cho rằng hôn nhân là chuyện của hai người. Miễn sao hai người yêu nhau thật lòng thì sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tận hưởng cuộc sống như ý muốn. Song thực tế, hôn nhân lại không đơn giản chỉ là hai người quyết định chung sống cùng nhau. Rất nhiều những mối quan hệ, sự tác động từ các nhân tố khác có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của bạn. Một người đàn ông sau khi ly hôn nhận ra rằng chính sự can thiệp quá mức của cha mẹ vào cuộc hôn nhân của mình đã khiến người vợ trước đây chẳng thể chịu đựng được mà đệ đơn ly hôn. Thật đáng tiếc rằng lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là nghĩ rằng ba mẹ muốn điều tốt đẹp cho mình, cũng là cho rằng răn dạy vợ là điều nên làm, bởi vậy mà không nghĩ đó là vấn đề quan trọng. Mẹ anh luôn bận tâm về khoảng thời gian hai người ở riêng bên nhau. Bà thường xuyên ra vào phòng con trai và con dâu mà chẳng hề gõ cửa. Bất kể tối muộn hay sáng sớm, bà cũng chẳng ngại tự sắp xếp đồ lót của các con. Điều này khiến vợ anh không thoải mái. Nhiều lần nói với chồng điều này, nhưng bản thân anh khi đó chỉ thấy đơn giản là mẹ quan tâm nên mới làm như vậy. Khi vợ lặp lại câu chuyện đó, anh còn tức giận. Dù sao đó cũng là mẹ của tôi, cô có biết bà đã khó khăn thế nào để nuôi dạy tôi không? Bà ấy có làm gì thì cô cũng không được phép. Lúc mới ly hôn, anh vẫn nghĩ rằng vợ mình sẽ sớm phải hối hận. Nhưng rồi anh thấy mình phải suy ngẫm nhiều hơn. Khi thấy dòng đăng tải trên mạng xã hội của cô, vậy là mình đã ly hôn, giải thoát cuộc đời khỏi chiếc giường bốn người. Anh nhận ra trong suốt cuộc hôn nhân của mình, anh và vợ có rất ít thời gian riêng để dành cho nhau. Dù là đi du lịch, đi ăn hay xem phim, mẹ anh đều tham gia và kéo cha anh đi cùng. Hôn nhân với sự can thiệp quá mức của cha mẹ, dù là người vợ hay người chồng, nếu không thể rời bóng của gia đình, cuộc hôn nhân đó sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Thứ hai, giường sinh. Mọi người đều nói rằng muốn biết tình cảm thực sự của một cặp vợ chồng, hãy nhìn vào lúc người vợ sinh con. Chỉ một chiếc giường sinh nhỏ bé nhưng lại có thể nói lên rất nhiều điều về cuộc sống hôn nhân. Trên mạng xã hội từng chia sẻ về một câu chuyện về một người phụ nữ muốn được tiêm thuốc giảm đau khi đẻ. Nhưng khi nhân viên y tế yêu cầu người chồng ký tên thì anh ta kiên quyết lắc đầu. Anh ta nói thuốc có ảnh hưởng đến đứa bé, bất chấp bác sĩ có giải thích thế nào. Mẹ tôi nói đàn bà ai cũng đẻ hết, chứ đâu có mình vợ tôi. Một người phụ nữ có yêu bạn mới sẵn sàng chịu đựng nỗi đau và có con cùng bạn. Chỉ là giờ cô ấy đang nằm trên giường để chờ một chữ ký của bạn nhằm giảm bớt phần nào đau đớn. Thế nhưng người đàn ông dường như không thấy vậy. Có lẽ vậy mà nhiều chị em vẫn hùa nhau rằng trước khi sinh con phải viết sẵn giấy rằng nếu chồng tôi không chịu ký thì nhờ bác sĩ gọi bố mẹ đẻ đến ký. Một người mẹ khác khi sinh bé thứ hai muốn chọn cách đẻ không đau nhưng mẹ chồng kiên quyết phản đối. Bà nói rằng lần sinh thứ hai sẽ không giống lần đầu, rất đơn giản và không cần dùng biện pháp gì hết. Thế nhưng chồng cô chỉ lắc đầu với mẹ và nói rằng vợ mình đã chịu bao nhiêu vất vả, giờ là lúc khó khăn nhất với cô ấy. Nếu có thể làm bất cứ việc gì để vợ bớt đau, anh sẽ làm tất cả. Ngày sinh, anh nhờ bố mẹ chăm con ở nhà, rồi cùng mẹ vợ vào viện để chăm sóc cho cô. Nhớ ngày cô sinh đứa con đầu, vì quá đau đớn khi sinh mà cô không ngừng cấu chặt vào cánh tay của chồng. Mẹ chồng cô sau đó rất xót xa con trai, vừa bôi thuốc vừa trách móc. Cô cảm thấy mình thật có lỗi và không ngừng trách móc bản thân.
Chồng cô sau đó chỉ nói một câu: chúng đâu có đáng gì so với nỗi đau em phải chịu đựng. Thứ ba, giường bệnh. Sự mong manh của hôn nhân đôi khi thật khó tưởng tượng. Bạn từng hết lòng vì người ta, chẳng ngại bất cứ khó khăn thử thách gì. Nhưng đến khi tưởng chừng đã có tất cả, mọi thứ có thể sụp đổ chỉ một giây khi người gặp khó khăn lần này là bạn. Người phụ nữ nọ sau khi trải qua rất nhiều khó khăn cùng chồng, cô không bao giờ nghĩ người đàn ông ấy có thể buông tay mình. Những ngày mới lấy nhau, khó khăn đủ đường, anh chẳng có tiền, cô cũng chẳng than trách, sẵn sàng dùng hết những gì mình có để giúp anh khởi nghiệp. Giờ đây cuộc sống của họ đã tốt hơn, há chẳng phải cái kết có hậu hay sao? Thế rồi cô được chẩn đoán mắc bệnh và phải chạy thận nhân tạo. Bước từ bệnh viện về với cảm giác chân không đứng vững, cô chẳng ngờ chồng mình biết chuyện mà không nói lấy một câu hay thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Những ngày tháng sống cùng bệnh, cô cảm thấy mình như cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mọi sinh hoạt hay ăn uống đều một tay cô làm cả. Chồng cô chẳng những không quan tâm đến vợ nhiều hơn, mà còn ngày càng về trễ. Những tối say xỉn ngày càng nhiều, đôi khi là ngủ ở đâu đó không một tin nhắn báo. Chồng càng bận rộn hơn, cô cảm nhận rõ ràng có điều gì đang không ổn trong mối quan hệ này. Nhưng chẳng ngờ sự tình là anh đã chuyển nhượng gần hết tài sản rồi đưa cho cô lá đơn ly hôn. Lòng cô lúc đó như đã chết từ bao giờ. Trong lễ cưới có biết bao người đàn ông thề thốt rằng anh sẽ không bao giờ buông tay em. Nhưng phải khi thực sự đối mặt với khó khăn, bạn bè mới biết ai là người mình cần trân trọng nhất, vẫn luôn sát cánh bên mình. Người phụ nữ có phúc hay không, không phụ thuộc vào người đàn ông có dành những lời đường mật cho cô ấy, mà là việc anh ấy có cùng cô chia sẻ ngọt bùi trên ba chiếc giường đó hay không. Và một người đàn ông thực sự có trách nhiệm, có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, sẽ không để cô ấy phải chịu khổ trên ba chiếc giường này. Họ hiểu rằng chỉ vợ mới có thể đồng hành cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời này. Hôn nhân không bao giờ phụ thuộc vào tình yêu đã ngọt ngào thế nào. Nó phụ thuộc vào cách mà bạn và bạn đời cùng nhau xoay sở, đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Quý vị thân mến, phụ nữ may mắn thì có thể gặp được người chồng tốt cùng đồng hành và che chở ta trong suốt quãng đường đời. Nhưng cũng có phụ nữ chưa may mắn như vậy thì chính ta cũng có thể dựa vào bản thân mình bằng cách xây dựng cho mình ba tính cách đặc biệt của người phụ nữ khôn ngoan. Dù lấy bất cứ ai, chắc chắn đều hạnh phúc, được chiều chuộng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, biết hưởng nhưng không dựa dẫm vào sự nuông chiều. Quá nhõng nhẽo, đòi hỏi sẽ khiến người khác cảm thấy bạn chỉ đang lợi dụng họ về mặt vật chất tình cảm. Ban đầu, có thể anh ấy thấy chúng ta đáng yêu, nhưng sau này những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại và chị em dần trở nên nhỏ nhen trong mắt của đàn ông. Tuy nhiên, nếu quá khô khan rắn giỏi, không để đàn ông có cơ hội ga lăng hay quan tâm thì bạn lại đang tự tạo ra những rào cản xung quanh mình. Thật chẳng dễ để một ai đó tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với bạn vì họ lo ngại bạn quá mạnh mẽ. Thứ nhất, chị em nên biết hưởng, tức là bạn tận hưởng trọn vẹn những điều đẹp đẽ theo cách tinh tế. Từ lối ăn uống, ăn mặc, trang điểm, mùi hương, cách làm bản thân nổi bật, lối sống đa dạng, mới mẻ và phong phú. Từng việc bạn làm trong cuộc sống nên có ý nghĩa nhất định, sâu xa hơn là vì bản thân ngày một hoàn thiện. Khi người đàn ông bạn yêu mến thể hiện tình cảm, chúng ta sẽ tận hưởng những niềm vui ấy thêm trọn vẹn. Mặt khác, chị em nên nhớ không dựa dẫm vào sự nuông chiều. Bằng không, một khi hạnh phúc chẳng còn, bạn sẽ hụt hẫng, trống rỗng và cuộc sống khó trở về trạng thái cân bằng. Vậy nên chúng ta hưởng, song luôn phải biết thế nào là đủ để không dựa dẫm bị động. Một khi giữ được tâm thế này, bạn sẽ thấy tình yêu rất nhẹ nhàng, không có sự lệ thuộc. Đặc biệt, chúng ta luôn có chỗ đứng trong mắt của người kia. Thứ hai, hiểu lòng người luôn tốt hơn việc cố gắng ở cửa trên. Nhiều chị em luôn tự đắc khoe khoang với mọi người xung quanh rằng tôi đây có thể khiến anh ấy nghe lời, không dám cãi lại, luôn ở thế cửa trên chẳng sợ gì. Song nếu giữ suy nghĩ ngông cuồng ích kỷ này, bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc lâu dài đâu. Tất nhiên chúng ta chẳng cần phải quá tỏ ra sõi đời hay lên mặt thì mới có thể kiểm soát được đối phương. Điều quan trọng hơn nằm ở ba chữ hiểu lòng người.
Nếu hiểu tính cách, lối suy nghĩ của người đối diện, mọi vui buồn của anh ta, bạn sẽ biết từ đâu mà ra, từ đó lựa chọn hành xử cho đúng mực. Thậm chí chị em còn đoán được tâm tư để rồi lường trước những tình huống xấu có thể đến. Một khi bạn nắm trong tay những thông tin quan trọng này, bạn sẽ chủ động trong mối quan hệ, kiểm soát mọi thứ theo một trật tự hợp lý. Nói chung là giữ một cái đầu lạnh, hiểu rõ đối phương, không cần phải nói ra miệng mà nên âm thầm suy tính trong lòng. Thứ ba, luôn có sẵn đường lùi cho bản thân. Một số người phụ nữ khi thất tình thì bệ rạc, chẳng còn thiết tha gì cuộc sống, công việc, gia đình, chăm chút bản thân. Nhưng cũng không ít người vẫn đang cố gắng vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Dù vết thương có đau tới đâu, họ vẫn ngẩng cao đầu, không hề rệu rã. Thật kỳ diệu là họ còn có thể dịu dàng trong một thế giới không dịu dàng với họ nữa. Nói đúng hơn, những người phụ nữ mạnh mẽ này luôn chuẩn bị sẵn đường lùi cho bản thân. Khi cánh cửa đằng trước đóng lại, khi tương lai thoáng chốc có vẻ tối sầm, họ luôn còn một đường lùi để tìm hướng khác. Những người phụ nữ này mạnh mẽ không chỉ thể hiện ra bên ngoài mà còn luôn vững vàng trong tinh thần. Đặc biệt, đức tính kể trên khiến đàn ông nể phục vô cùng. Dù họ cao tay đến đâu thì người phụ nữ đối với họ cũng ở vị trí trang trọng hơn. Do đó hãy luôn giữ tâm thế và niềm tin này để mối quan hệ thật sự có ý nghĩa chiều sâu.